Có đứa nào ăn bị gì không? Dạ không. Anh đau nửa đầu á. Thôi thôi thôi. Bây giờ, nghe bây giờ. Rồi. Hai Sen chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ở chỗ Sen thì trời mưa liên tục mấy bữa rồi, cô không quay video được cho mọi người xem. Ở nhà thì cũng khá là buồn luôn, nên chiều hôm nay thì mấy đứa nhóc nó qua bên nhà Sen á, nó rủ Sen là có trời mưa lớn á thì đi lên trên đồi để mình kiếm một vài con ốc hương, con ốc ma á mọi người, để mà về luộc ăn. Thật sự ra khi mà Sen nghe mấy đứa nhóc nói á, là đi bắt con ốc ma về luộc ăn á, thì Sen rất là ngạc nhiên luôn. Tại vì trước giờ cái con ốc ma này á, Sen thật ra thì Sen ăn cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đa phần chỉ là ăn con ốc ma này nướng hoặc là mình xào xả ớt. Có một lần thì Sen quay cái video ăn ốc ma cùng với nhóc hậu cho mọi người xem, nhưng mà riêng cái món ốc ma luộc này thì Sen chưa ăn, cũng chưa nghe bao giờ, cũng chưa thấy ăn bao giờ luôn. Nên hôm nay thì mấy đứa bảo là luộc ăn rất là ngon, nên sẵn tiện thì quay lại clip cho mọi người xem cái cách mà mấy đứa nó chế biến con ốc ma này để mà luộc nha. Ở đây nhóc Quỳnh nó bắt được hai con ốc rồi mọi người. Con này gọi là con ốc sên nha, chứ không phải ốc ma. Nó bảo là con này ăn ngon hơn cả cái con ốc ma nữa, mà được cái là nó ít nhớt nữa. Nên bắt luôn, ngày mai mình luộc mình ăn luôn. Con này luộc ăn được đúng không? Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm và bắt mấy con ốc ma, con mấy con ốc sên á, cặp với cái bờ ruộng, bờ đồi như này nha. Thật ra thì con ốc ma này ở cho Sang ở đâu nó cũng có cả, có nhiều luôn á. Nhưng mà muốn ăn được á, thì chỉ bắt ở những cái nơi mà sạch sẽ thôi, giống như đồng ruộng này kia á. Còn ở gần nhà thì mình không nên ăn nha mọi người, tại vì cái loại này là cái loại rất là ăn tạp, nó ăn rác, ăn đồ này kia. Nên Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm ở bờ ruộng nha. Cái món này ngon mấy đứa, nên cố gắng bắt thì nhiều mai về ăn cho đã ha. Còn cái cách chế biến làm sao Văn? Đầu tiên là mình bắt nó nhiều nhiều đúng không? Mình rộng nó 2-3 ngày đó. Phải bỏ lại rộng 2-3 ngày phải không? Dạ. Xong rồi ngâm nước muối rồi mới mang đi luộc rồi mới ăn được đúng không? Dạ. Chứ phải là cứ bắt về là ăn được cho mọi người. Đây này, nãy giờ mấy đứa nó bắt đi. Ốc ma ngoài ruộng thì nó không có to đâu nha mọi người, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà mấy đứa nó bảo là mấy con nhỏ thì ăn mới ngon, còn mấy con to thì nó có trứng phía trong á, nó dai nữa, ăn không ngon. Nên mấy anh em sẽ đi kiếm mấy con bé bé thôi, không cần kiếm mấy con quá lớn đâu. Thì đợt trước Sang quay một cái clip ăn ốc ma này cùng với nhóc hậu á, thì có nhiều người bảo là con này thì ăn không được, ăn chết. Nhưng mà thật ra thì ở chỗ Sang người ta ăn nhiều lắm, nhất là người đồng bào của mấy đứa nhóc này ăn nhiều lắm phải không mấy đứa? Bắt riết mà mấy cái con này nó không có luôn mà. Và chế biến được rất nhiều món khác nhau. Với lại cái con này thì bán cũng có người mua á. Ở chợ Sang thì người ta mua cứ 3.000 đồng là 1 kg con ốc ma này, về để người ta chế biến thành món ăn á. Nên việc ăn ốc ma ở chợ Sang thì cũng khá phổ biến. Nhưng mà mình đi bắt thì nó chất lượng hơn phải không mấy đứa? Chứ mình đi mua thì người ta bắt ở bãi rác thì mình cũng không biết được, nên tự mình đi bắt thôi. Mọi người xem ở đây có một cái đống con ốc ma luôn nè. Cái này là do có cái lá gì ở đây á, nó ăn, nó về đây nó ăn nên nó tụ hợp lại đây nha. Giờ bắt thôi, này nè. Đây người thấy không? Nó đậu chùm đây. Cái này muốn bắt cho dễ là chiều á, lấy một cái đu đủ hoặc là cái mít gì á, cứ chặt ra, để đó là tự gom về thôi, khỏi còn phải đi kiếm. Tối nó đi lại nó ăn thôi. Nó ăn dữ lắm. Cái con này là buổi một buổi tối mà chịu bắt á mọi người thì cũng được 20-30 kg, cũng bán được 3.000 một ký á nha. Ở chợ Sang người ta mua con này nhiều lắm, về mua về ăn cũng có, mà mua cho vịt ăn cũng có á nha. Con vịt thì lại khoái ăn con này. Ở đây có hai con ốc đang bắt tay với nhau nè mọi người. Đây này, con này đang cõng con kia nha, cho đi xô luôn. Con ốc to ăn không ngon mà con ốc nhỏ á nha, con ốc to dai hơn hay sao? Luộc lên là dai đúng không? Cái loại này thì mấy đứa nó bảo là nó ăn nó sẽ dai dai nha, nên lựa mấy con ốc nhỏ thì ăn nó ngon hơn, còn to quá thì nhai rụng răng á. Không, cứ cái chỗ nào mà có cỏ nó ăn á là nó bu về nhiều lắm. Đây một con, hai con, úi quên ơi, ba con. Cái con này cũng phá lắm nha mọi người, khi mà mọi người trồng cây bắp cây này cây kia á mà mình không bắt nó
thì nó sẽ ăn hết luôn. Với lại bắt mấy con ốc ma ở ngoài ruộng này thì nó ít nhớt hơn phải không mấy đứa? Dạ. Mà thấy ít nhớt hơn nhiều so với mấy con ốc ma gần nhà. Qua đây coi nè, quá trời luôn. Ở đây có nguyên một đám ốc ma luôn mọi người. Tụi nó đang rủ nhau đi chơi á. Nhưng mà gặp Sang thì Sang bắt luôn nha. Đây, mấy con nhỏ nhỏ này vừa. Bắt con nào chứ bắt con này thì dễ lắm. Cái này thì ra ngoài một xíu thôi, phải bắt đủ một ngày ăn luôn. Đây con này. Đấy, quá trời. Con ốc ma ngoài rẫy này á, thì nó sạch hơn con ốc ma ở nhà. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý là khi mọi người đi bắt vào một cái rẫy nào mà mọi người bắt á, thì mọi người nhớ xem là cái rẫy đó người ta có xịt thuốc cỏ hay không. Tại vì con ốc ma này nó ăn cỏ á. Nếu mà trúng cái rẫy mà người ta vừa mới xịt thuốc, phun thuốc này kia mà mình bắt á, thì mình ăn rất là nguy hiểm luôn nha. Nên mình đi bắt thì mình lựa những cái rẫy mà nó không xịt thuốc á, thì mình hay bắt. Chứ không phải là cái rẫy nào mình bắt mình cũng ăn được đâu. Nên cũng lựa cho kỹ một xíu. Cứ gốc cây nào cũng có ha. Đây luôn. Nó bu lên gốc cây để nó... Tại vì trời mưa lớn mà người. Hai đứa kia lụm lia lia luôn. Đây là cái con... Đây, cho người xem, đây là con ốc ma. Nó có hai con mắt nha. Đụng vô thục. Ở nước ngoài thì người ta ăn cái con này nhiều lắm. Cũng luộc giống như là mấy đứa vậy đó. Bắt con nào khó chứ bắt con này thì rất là dễ luôn nha mọi người. Cứ kiếm mấy cái gốc cây là nó bù đầy đó thôi mà. Bây giờ thì mấy anh em gom thôi. Đây này, con này to này. Đang về nhà nó thì có. Quá trời luôn. Nó bò lên cây để nó ăn cái núm phía trên đây này. Vô xô. Đầy luôn rồi. Nửa xô luôn rồi. Cứ kiếm được mấy cái chỗ nào mà nó... Nó tụ về mọi người đây. Là nhiều lắm. Nó bò đầy luôn mà. Coi đủ ăn chưa? Dư sức. Như đây là dư sức rồi đúng không? Cái này. Bắt nãy giờ có một xíu thôi. À, mấy anh em sẽ bắt được bao nhiêu đây nha? Ấy, chắc là 5-6 kg. Nhưng mà đây mà đem đi bán thì cũng được 15-20 ngàn rồi đó. Bắt khoảng tầm 15 phút thôi. Như đây thì đủ ăn rồi nên giờ mấy anh em sẽ đem về nha. Về thì cái con ốc này không phải là ngày mai chế biến được liền nha mọi người, mà Sang với mấy đứa sẽ rộng lại. Nói chung là bỏ vô trong cái xô đậy nắp lại để cho khoảng tầm 2-3 ngày cho con ốc này nó sạch sẽ phía trong bụng nó, với lại nó sạch sẽ nhớt của nó. Tại vì rộng là nó không còn nhớt nữa. Lúc đó mới luộc ăn thôi, chứ giờ thì chưa luộc được nha. Như vậy thì chưa ăn được đâu. Rồi, xách về mấy đứa. Hai ngày sau sẽ có một cái món rất là lạ để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây. Đây là toàn bộ cái số ốc ma mà Sang với mấy đứa nhóc đi bắt 5 ngày trước nha mọi người. Thì Sang đã bắt về xong rồi rộng lại nó 5 ngày. Thì sau 5 ngày khi mà Sang rộng lại thì mọi người xem con ốc ma này, nó không còn một chút nhớt nào trên miệng nữa luôn nha. Tại vì khi mà lúc mà Sang rộng nó, bắt về rộng á, thì mọi người muốn nó hết nhớt nhanh á, thì mọi người sẽ cắt một ít cỏ, mọi người lót ở dưới thùng, xong rồi rắc một ít muối lên trên, rồi đổ mấy con ốc ma vào trong cái phần muối đó, một ít muối thôi. Là khi trong mấy ngày đó thì con ốc ma nó sẽ liếm cái phần muối nó và mặn nó sẽ nhả từ từ cái phần nhớt đó ra. Và tới cái ngày mà mình ăn á, thì trên miệng con ốc ma này chỉ còn một ít nước thôi, cái nhớt thì không còn luôn nha. Nên mình ăn á thì nó sẽ đảm bảo hơn. Với lại là trong 5 ngày mình rộng lại á thì con ốc ma nó không còn gì để ăn, nên trong cái ruột của nó cũng sẽ sạch sẽ luôn. Mà khi mà mình ngâm xong 5 ngày á, thực ra thì nó cũng đã sạch rồi, nhưng mà như vậy thì cũng chưa chế biến được nó ăn nha mọi người. Bây giờ thì mấy đứa nó còn phải là rửa sạch sẽ lại con ốc ma này, xong rồi mang đi ngâm nước muối hả Quỳnh? Rồi trụng lên nước sôi, rồi bóp qua nước chanh cho nó sạch sẽ cái đầu rồi mới mang đi luộc đúng không? Rất là nhiều công đoạn khác nhau, tại vì chế biến ốc ma này á, nó rất là khó. Và hôm nay Sang quay cái clip ăn ốc ma này á, cũng không phải là câu like câu gì nha mọi người. Chỉ là Sang muốn gửi cho tất cả mọi người ở đây một cái món mà mấy đứa nhóc, người dân ở cho Sang ăn rất là nhiều phải không mấy đứa? Gần như là ai cũng ăn, cho Sang thì ai cũng ăn hết cả. Thậm chí người ta còn đi mua con ốc ma này về người ta ăn mà. Cứ 1 ký ốc ma này là 3.000 đồng 1 ký nha. Chứ không phải là nó bỏ không đâu. Đây này, con ốc ma khi mà mình bắt về mình ngâm 5 ngày thì không còn một chút nhớt nào hết cả. Rửa xong ngâm nước muối thì nó hết nhớt luôn. Thôi, rửa sạch sẽ đi. Rồi bỏ qua sổ. Rồi giăng. Rồi, cho muối vô luôn. Đấy, lúc mà ngâm muối nó thì cho đại nhiều muối nha. Để cho nó sạch mấy con vi khuẩn luôn nè. Con ốc
ma này khi mà nó gặp muối á mọi người thì nó sợ lắm nha, nó sẽ đổ ra, nó sẽ tiết ra rất là nhiều nhớt luôn, gần như là tiết hết nhớt trong người ra luôn. Đổ tiếp đi, đổ tiếp cho ngập qua này. Sang cho cả một bịch muối to này, rồi Quỳnh lắc cho nó đều lên. Quỳnh cứ lắc đi thôi, sạch nhớt cho hai đứa rồi đổ vô cái xô này đi. Ốc á, mấy đứa nó ngâm nước muối khoảng tầm 15 phút vậy mọi người, mang ra rửa sạch thì sạch nước muối. Tiếp theo là mình đổ vô trong cái xô như thế này nha. Rồi Quỳnh đổ nước sôi vô. Cái nước này cũng không phải là nước sôi nha mọi người, cũng vừa mới hơi hơi thôi, để cho con ốc nó không nóng quá mà nó nhả nhớt ra nha. Nước ấm ấm thôi. Đó, chế hết nước vô. Còn nước sôi quá là đổ vô là con ốc nó chết luôn, nó không kịp nhả nhớt. Còn nước ấm ấm thì con ốc nó sẽ tiếp tục nhả nhớt ra nữa. Đây là cái rổ ốc sên mà vừa Sang với mấy đứa nhóc vừa mới trụng nó qua nước sôi nha mọi người. Thì khi con ốc sên mình trụng qua nước sôi xong á thì nó sẽ sạch sẽ nhớt luôn, và phần miệng nó bắt đầu chuyển sang màu trắng nha. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa ăn được phải không Trăng? Cái loại nào thì mình ăn có thể là không chín được, nhưng mà riêng cái loại ốc sên này á thì phải thật chín mới ăn được nha. Tại vì có ốc sên này á nó bò dưới đất nên nó sẽ có những cái thứ rất là dơ nên mình phải luộc sạch sẽ thì mới ăn được. Nhưng mà luộc á thì phải luộc tận tới hai lần. Lần đầu tiên là luộc cái gì? Luộc chanh đúng không? Luộc với nước chanh. Lần thứ hai á là luộc với nước xả. Nước chanh này nếu mà không có thì mọi người có thể là dùng nước măng chua đúng không Giang? Nước giấm cũng được. Rồi giờ Giang đổ vô đi. Rồi Sang sẽ luộc nước đầu tiên. Đấy, cho hết ốc vào trong này nước sôi thôi. Rồi mọi đứa dắt chanh vô đi. Dắt chanh vô để mà luộc chanh nha. Mình luộc nước chanh như thế này mọi người thì cái phần nước nó sẽ chua, phần con ốc nó sẽ làm trắng con ốc ra nha. Đấy, cứ cho luôn cả phần vỏ chanh vô trong luôn. Nhìn nó thơm ghê. Ồ thơm ha. Đây là cái con ốc ma mà khi Sang với mấy đứa nhóc vừa mới luộc chanh xong nha mọi người. Và mọi người xem đây này, có một điều rất là hay khi mà mình luộc chanh với con ốc ma này là phần thịt phía trong của ốc ma nó sẽ chuyển sang màu trắng này. Và lại thứ hai là phần vỏ phía ngoài nó cũng trắng luôn phải không Giang? Dạ. Kiểu như là nó tẩy sạch sẽ cả cái món ốc ma luộc này á. Thật ra rất là cầu kỳ luôn nha mọi người. Tại vì mình phải làm qua rất là nhiều nước khác nhau thì mình mới ăn được nha. Đầu tiên là mình bắt về mình rộng nó 5 ngày cho thật sạch nè. Thứ hai là rửa muối nè, xong rửa nước sôi, xong rửa chanh, rồi luộc nước đầu tiên với chanh. Xong giờ lại tiếp tục công đoạn cuối cùng á là bỏ vô trong đầu nước sôi thật sạch ha. Mình sẽ luộc chung với xả để nó khử mùi tanh. Nói chung là ốc ma khi mình luộc qua vài lần như vậy nó không còn nhớt nữa, nhưng mà nó vẫn còn mùi tanh nha. Giờ thì đổ vô trong đây luộc thôi. Có ba luộc nè mọi người, thì mình chỉ cần việc là nó sôi lên, vớt ra, vậy là ăn thôi, vậy là xong nha. Nhưng mà hôm nay á, Sang sẽ làm hai món. Đầu tiên là món ốc ma luộc của mấy đứa nhóc nó làm. Món thứ hai thì Sang sẽ làm món ốc ma sốt bơ tỏi nha. Tại vì cái món ốc ma luộc này á, Sang chưa bao giờ ăn, cũng chưa biết mùi vị, hương vị nó như thế nào, cũng không biết là có ăn được hay không. Tại vì ai đã từng ăn rồi thì mới dám ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà anh chưa ăn thì cũng chưa biết là như thế nào. Nên Sang sẽ làm thêm một món nữa bên đây là món ốc ma sốt bơ tỏi nha. Thì Sang sẽ cho bơ vô trong chảo nha. Đấy, nhiều nhiều bơ một chút. Tiếp theo thì Sang sẽ cho phần tỏi ớt xả vô trong nha. Đấy, mình đảo lên. Rồi, cho xả vô trong luôn. Rồi, thả cho ớt vô trong chảo đi. Cái phần bơ tỏi xả của mình cũng đã vàng rồi nha mọi người. Giờ thì Sang sẽ cho cái phần ốc. Cho hết đi. Cái phần ốc vô trong chảo đi nha. Thôi được rồi, nhiều quá. Rồi đảo lên. Đáng ra cái phần ốc ma này thì Sang phải lễ ra hết, xong rồi mình mới xuất bơ tỏi nha. Nhưng mà đợt trước thì Sang có quay một clip ăn ốc ma cùng với nhóc Hoa Hậu á. Sang lễ ra thì nhiều người bảo là Sang không có ăn thịt con ốc ma, mà thật ra là Sang ăn ốc bu vàng thay cho con ốc ma. Nhưng mà không phải nha mọi người. Nên Sang đợt này thì Sang để nguyên con như thế này luôn, để cho mọi người biết là cái con ốc ma này á sẽ ăn rất là ngon, ăn được luôn. Đó, giờ mình đảo đều lên thì là xong luôn. Xong hai món. Mọi người xem hai nồi ốc ma sau khi mình chế biến này, nhìn rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn nha. Nhưng mà cái món nào á, thì mình có thể là làm không kỹ được, nhưng mà riêng cái món ốc ma này phải thật sự là nấu thật sự kỹ này, phải là thật sự chín nha. Nên Sang đặt cả một lửa, đóng lửa to đây
để cho nó chín rục rã luôn thì mình mới nhắc là mình ăn. À, nãy thì Sang với mấy đứa vừa mới chế biến xong hai món nha mọi người. Đầu tiên là món ốc ma luộc của mấy đứa nó làm này, với lại món thứ hai á là món ốc ma xào bơ tỏi. Thật ra thì mới đầu mình bắt á thì nó nhìn rất là ghê luôn phải không mấy đứa? Dạ. Nó có nhiều nhớt, nhưng mà sau khi mình chế biến như thế này thì mấy đứa thấy nó làm sao? Ngon lắm. Nhìn rất là ngon luôn đúng không? Mùi của nó thì thật ra Sang nói với mọi người nó không khác gì mùi của con ốc bu vàng hết cả. Và nhớt cho đầu nó thì nó không có một miếng nào luôn nha, nó khô rang luôn nha. Còn bây giờ thì tới cái công đoạn gì mấy đứa? Mình ăn đúng không? Mình thưởng thức đúng không? Nhưng mà trước khi ăn thì Quỳnh đưa đây chanh cho anh. Văn giác bù tạc vô trong kia đi. Nước chấm của Sang thì có hai món thứ nha mọi người. Một á, là chấm với muối ớt chanh. Thứ hai á, là chấm với nước tương bù tạc nha. Rồi dắt nguyên chai bù tạc vô luôn. Đó, chấm cho đã. Còn chanh này á, thì bây giờ Quỳnh dắt đi. Nè như anh này. Đó, mình rưới lên trên nha. Đó, ăn vậy nó mới ngon. Ăn vậy nó mới hấp dẫn này. Đấy, chua chua, ngọt ngọt. Rồi đưa cho anh miếng nữa. Bên bơ tỏi này dắt luôn nha. Đấy, cho mình chua chua cho nó ngon nha. Nhìn thơm ha. Đâu còn nghĩ ra là có ốc ma đâu. Thơm cực kỳ luôn. Vậy là nãy giờ mình đã xong hết tất cả công đoạn rồi phải không mấy đứa? Dạ. Nên giờ thì tới công đoạn gì? Chuẩn bị ăn đúng không? Mấy đứa thì nó cũng chờ đợi cái khoảng thời gian này rất là lâu rồi. Tại vì làm cái món này thì mất khoảng 5 ngày mới có để ăn nha mọi người. Chứ không phải là bắt là ăn liền được đâu. Bây giờ thì mấy đứa ăn trước đi. Dạ. Để Sang xem là có ngon hay không. Hay là mấy đứa nó lừa Sang. Tại vì cái món ốc ma luộc này thì Sang chưa nghe bao giờ đâu. Cậu cũng lần đầu tiên ăn đúng không? Đợt trước thì có ăn ốc ma xào rồi, nhưng mà ốc ma luộc chưa. Đây này, mọi người xem nhấp văn nó lễ ra này. Rồi, chấm này. Đấy, bỏ vô miệng. Sao? Ngon. Ngon đúng không? Dạ. Rồi, tới mấy đứa kia. Này, cứ chấm đi, cứ chấm đi. Nhìn mấy đứa nhóc ăn cũng hấp dẫn cực kỳ luôn mọi người. Mùi vị nó sao Quỳnh? Thơm. Nó thơm hả? Rồi, nó giống như cái gì? Giống như ốc bu vàng vậy. Giống như ốc bu vàng cũng có mùi giống như vậy đúng không? Dạ. Có nhớt không? Không. Có hôi không? Không hôi luôn đúng không? Nhưng mà ăn thì phải như thế nào hả? Mình bỏ cái ruột nó đi đúng không? Mình chỉ ăn phần đầu thôi. Mấy đứa nhóc ăn thì cảm thấy đã lắm mọi người. Nên giờ Sang sẽ đặt điện thoại xuống để mà ăn cùng với mấy đứa nha. Tại vì ăn cái món này thì phải có hai tay. Tại vì một tay mình lễ, một tay là ngắt đầu nha. Mình chỉ ăn phần đầu thôi, phải không mấy đứa? Rồi, chỉ ngắt cái này này. Cái trong này thì ngắt ra nha. Cái này là cái miệng của nó. Rồi, ăn đi mấy đứa ơi. Ăn mạnh lên. Cái này thì ăn nóng nóng thì mới ngon. Đây, Sang mời tất cả mọi người nha. Ngon ha. Ngon. Sang thật ra trước giờ Sang chưa bao giờ ăn cái món ốc ma luộc hết cả. Nhưng mà ăn cái con đầu tiên á thì Sang cảm giác không có sợ tí nào hết nha mọi người. Mà nó lại ngon nữa chứ. Cái thịt nó thì nó dai dai, nó mềm mềm, mà nó ngọt nữa không. Nhưng mà mọi người ăn mọi người thấy cái này không? Sang bóc ra này. Cái này gọi là cái bao tử nó đó. Mình bỏ cái này đi nha, mình chỉ ăn được cái phần miệng của nó thôi. Nhưng mà nó không có miếng nhớt nào đâu nha. Không có một miếng nhớt nào luôn. Mọi người nhìn mấy đứa nhóc ăn. Quỳnh chấm thử bù tạc ấy. Quỳnh chưa ăn bù tạc luôn bao giờ đúng không? Rồi chấm thử bù tạc cho Quỳnh. Bưng bưng cái tô cho thằng Quỳnh chấm thử. Ngọt lắm. Ngon. Nhai đâu, nhai vô, nhai vô. Ngon không? Quên đi, quên đi, chưa ăn bùi tạc bao giờ. Đấy. Cái món này thì nó ngon quá mọi người. Nên giờ phải đặt điện thoại xuống để mà ăn cùng với mấy đứa mới ăn lại nha. Rồi giờ thì ăn thôi. Ăn cái này thì mọi người nhớ với Sang là bỏ cái phần bao tử nó đi nha. Với lại cái bỏ phần miệng của con ốc này nha. Tại vì con ốc này có cái miệng á. Đây, mời cả mọi người nha. Cái này là Sang quay cho mọi người là Sang ăn ốc ma thật luôn nha mọi người, chứ không phải là ăn con ốc bu vàng giống như là đợt hổm người ta nói đâu. Mà đợt hổm thì ăn ốc ma đúng không hồ? Mình thấy nó dài dài là mình biết ốc ma mà. Chỉ có hậu mới tưởng là xăm đất thôi. Nhưng mà lần đầu tiên Sang ăn cái con ốc ma luộc này á, cảm giác thì nó rất ngon. Ăn nó thì không có nhớt nha, mà thịt của nó thì lại ngon nữa. Thơm mùi sải, mùi chanh.
Nãy giờ thì Sang với mọi người á, mình ăn cái con ốc ma luộc rồi đúng không? Dạ. Nên giờ thì sao mấy đứa, ngon đúng không? Dạ. Rất là ngon luôn. Nhưng bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tới món thứ hai, là món ốc ma sốt bơ tỏi nha. Ăn đi mấy đứa, để xem cái món ốc ma sốt bơ tỏi này thì nó có ngon bằng ốc ma chấm bù tạc hay không. Đấy, ăn cái loại ốc nào cũng vậy, ốc ma nào cũng vậy thì phải nhớ bỏ cái phần bao tử ra đi. Nhưng mà cái này thì Sang chấm với bù tạc nha. Đây, mời cho mọi người. Mà ngon ha. Bù tạc với nước tương ăn ngon lắm mọi người. Ốc ma chấm bơ tỏi này, sốt bơ tỏi này không ngon bằng ốc ma luộc đúng không? Mình sốt bơ tỏi như thế này á, thì nó mất hết mùi vị của con ốc mọi người. Này, đây mọi người thấy phần ruột phía trong con ốc ma không? Nó cũng giống như ốc bu vàng của mình thôi, nó không có cái gì hết cả. Trừ khi những con ốc nào có trứng thì mình mới sợ thôi. Còn những con ốc nào mà không có trứng thì không sao. Đây, cứ ngắt hết phần cái này mình bỏ đi nha, ăn cái này phải kỹ. Với lại mình ngắt cái phần đầu này đi nè. Ở đây thì nó có một cái răng nhỏ, đó ngắt đi. Đây, cứ chấm vô cái này. Đây, mời cả mọi người nha. Nãy giờ thì Sang đã ăn hai loại nha mọi người, loại ốc ma xào bơ tỏi và loại ốc ma luộc này á, thì theo như cảm nhận của Sang thì ốc ma luộc á thì nó ngon hơn. Thật ra thì nhìn nó đáng sợ vậy thôi chứ mình ngâm mình làm đủ thứ thì nó quá sạch rồi, phải không mấy đứa? Nên ăn thì không có gì hết cả. Giờ thì cái con nào bự bự cho anh ăn. Nãy giờ mấy con nhỏ con này đây. Đây sao mời mọi người ăn con thật bự luôn nha, con này là con bự nhất này. Đây, giống như nha, không một miếng nhớt nào đâu mọi người. Này, này. Nhưng mà trứng á, thì phải bỏ ra phải không nha? Dạ. Tại vì trứng này người lớn bảo là ăn không được. Trứng nó có độc mình, trứng ăn không được nha. Trứng là phải bỏ ra, miệng bao tử bỏ ra hết. Đây có cái răng của nó đây này, nó còn to lắm, cái răng. Bỏ cái răng luôn. Đây, chấm vô đây. Có đứa nào ăn bị gì không? Không. Anh đau nửa đầu á. Thôi thôi thôi. Bây giờ, nghe bây giờ nè. Bộ mày chóng mặt chọc mấy đứa nhóc cho vui thôi, nhưng mà mấy đứa nhóc nó vẫn hết hồn nha. Mặc dù hết hồn chứ ăn thì vẫn ăn, không bỏ được cái món ốc ma này nha. Thì hôm nay Sang với mấy đứa bắt ốc ma này á để làm cái món ốc ma luộc này cho mọi người xem. Thực sự ra là một cái món rất là ngon luôn nha. Nếu như mà mọi người dám ăn thì mọi người thử cái món này. Sang đảm bảo với mọi người là không có để mọi người thất vọng đâu. Nhưng mà mình ăn thì làm sao mấy đứa? Mình phải lựa những con ốc ma sạch sẽ đúng không? Dạ. Một là những con ốc ma người ta nuôi này, hoặc là những con ốc ma mà ở những cái nơi mà nó sạch sẽ thì mình mới bắt ăn. Tại vì có những cái trường hợp mà ốc ma này cũng bị chết đúng không mấy đứa? Dạ. Do là ăn trúng con ốc ma mà nó vừa mới ăn thuốc xịt của người ta, hoặc là trúng con ốc ma mà nó ăn những cái núm độc đúng không? Dạ. Hoặc là nấu ốc ma không kỹ, nó dính những cái vi khuẩn trong đó, có hại cho bản thân và nó gây ngộ độc á. Nên nếu như mà mọi người làm sạch sẽ như Sang như mấy đứa nhóc á thì ăn vẫn không sao, thịt nó rất là ngon luôn, ăn rất là giòn, rất là dai luôn. Còn clip của Sang ngày hôm nay á thì cũng khá dài rồi, nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Còn riêng cái món ốc ma luộc với lại cái ốc ma xào bơ tỏi này á thì rất là thành công phải không mấy đứa? Dạ. Tại vì nguyên cái mâm to thì mấy đứa mọi người thấy này, ăn còn một tí xíu nữa thôi, giờ tắt điện thoại thì mấy anh em sẽ tiếp tục ăn cho xong rồi đi về thôi, tại vì nó ngon quá. Sang với mấy đứa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang nha. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa, mọi người hãy cho xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.